Như về nước chắp cánh hàng công đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 32. Huỳnh Như sẽ sát cánh cùng các đồng đội ngay từ đầu khi đội tuyển nữ Việt Nam phải chạm trán với những đối thủ mạnh ở vòng bảng SEA Games 32. Sau trận hòa 2-2 với câu lạc bộ Maritimo trong màu áo câu lạc bộ Lang tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như lên đường về nước để sẵn sàng tham dự SEA Games 32. Trong hôm nay 25 tháng 4, Huỳnh Như đã lên máy bay để từ Bồ Đào Nha về thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản. Đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn một trận giao hữu cuối cùng với trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka vào tối 26 tháng 4. Sau đó, đội sẽ về Việt Nam và di chuyển sang Campuchia để dự SEA Games 32 vào ngày 30. 4. Đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Malaysia 3.5, Myanmar 6.5 và Philippines 9.5. Việc Huỳnh Như góp mặt trong thành phần đội tuyển nữ Việt Nam ngay từ đầu có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi ở vòng bảng, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung phải đương đầu với các đối thủ sừng sỏ của khu vực, đặc biệt là Myanmar và Philippines. Hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nữ được dự báo sẽ rất nhiều chông gai đối với các cô gái áo đỏ. Huỳnh Như đang có phong độ ổn định ở câu lạc bộ Lang. Sau hơn nửa mùa giải, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã đóng góp 5 bàn thắng cho câu lạc bộ của Bồ Đào Nha ở giải vô địch quốc gia nữ. Trên khía cạnh chuyên môn, vai trò của Huỳnh Như là rất lớn. Trình độ chơi bóng của cô được đánh giá rất cao so với mặt bằng chung bóng đá nữ Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 9 thi đấu ở vị trí tiền đạo. Nhưng bên cạnh khâu ghi bàn, Huỳnh Như còn giúp luân chuyển bóng trên tuyến tấn công được mượt mà hơn. Kỹ năng chọn vị trí khéo léo và tư duy chiến thuật tốt giúp cầu thủ quê Trà Vinh luôn mở ra khoảng trống cho đội nhà. Lối chơi thông minh cộng với kỹ thuật cá nhân tốt được Huỳnh Như chui rèn suốt sự nghiệp đã bù đắp cho khiếm khuyết về mặt thể hình. Đó là những lý do giải thích vì sao Như đã và đang tạo được dấu ấn đậm nét tại câu lạc bộ Lang. Trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam phải tích lũy kinh nghiệm quốc tế để thi đấu nhiều giải lớn trong năm 2023 như SEA Games 32, ASEAN 19 hay World Cup 2023, cảm hứng từ một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Huỳnh Như là rất cần thiết. Tiền đạo quê Trà Vinh đang là tấm gương sáng cho những nữ cầu thủ trẻ khát khao cống hiến. Những trải nghiệm ở trời Âu giúp Huỳnh Như nâng tầm hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong bối cảnh huấn luyện viên Mai Đức Chung chưa tìm được gương mặt mới đủ sức thay thế, thì sự mới mẻ của những gương mặt cũ là chất xúc tác cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu với những đối thủ mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam cần bản lĩnh của cầu thủ lớn để trước mắt vượt qua giai đoạn vòng bảng đầy chông gai. Sự chuyên nghiệp, mẫn cán cùng tính cách chuẩn mực của Huỳnh Như sẽ là đầu tàu giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung thêm một lần nữa làm nên lịch sử với bóng đá nữ Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.